Thưa quý vị, thời gian gần đây, thành phố Đà Nẵng đã chú trọng thực hiện các giải pháp về phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt là xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, xây dựng các nhãn hiệu để nâng cao giá trị hàng hóa, góp phần xây dựng thương hiệu cộng đồng và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Trong giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch như hiện nay, khi các sản phẩm đặc trưng có mặt ngày càng nhiều trên thị trường, thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ trong việc bảo đảm sức cạnh tranh mà còn là cơ sở để phát triển bền vững đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Vì vậy, cùng với sự tuyên truyền hỗ trợ của cơ quan chức năng, đến nay các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng ngoài chú trọng sản xuất đã ngày càng có ý thức chủ động trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm của mình. Xã hội càng phát triển thì cái việc mà cái sở hữu trí tuệ chính là cái tài sản của doanh nghiệp, của cái tập thể đó. Nếu như mà chúng ta không bảo hộ nó và không phát triển thì khó để phát triển cái kinh tế tập thể cũng như là các doanh nghiệp. Hơn nữa, khi đã xác lập quyền sở hữu trí tuệ với nhãn hiệu sản phẩm của mình, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng có nhiều lợi thế hơn trong quá trình phát triển các hoạt động kinh doanh. Thương hiệu được biết đến rộng rãi hơn, đồng nghĩa với việc tạo dựng được uy tín trong liên kết tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị khác. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng thuận tiện hơn khi tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, các chương trình khuyến công của địa phương. Hương Làng Cổ là chúng tôi đăng ký từ năm 2016 và cái việc mà đăng ký là việc cực kỳ quan trọng. Theo tôi là cái việc quan trọng nhất trong cái việc mà khởi nghiệp và chúng ta phải đăng ký để mà bảo vệ cái thương hiệu mình và thông qua các cái hoạt động hàng ngày là chúng ta nâng cao cái thương hiệu đó lên và giữ vững cái thương hiệu. Thì mình giữ vững á, thì người khách mới có niềm tin vào cái thương hiệu và từ đó mới quảng bá và phát triển hơn nữa. Khi mà giới thiệu sản phẩm với hội chợ cũng là cái trong cái kế hoạch của xã thì cũng muốn những cái sản phẩm này là dần dần được tiếp cận với lại thị trường và đồng thời là được đăng ký các cái nhãn hiệu hàng hóa để mà tạo cái chất lượng, tạo cái niềm tin đối với là người tiêu dùng. Hiện, thành phố Đà Nẵng đã và đang xây dựng nhiều chính sách để hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm. Trong đó, thành phố dành tới hơn 20 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xác lập bảo hộ sở hữu trí tuệ như hỗ trợ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong nước đối với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm OCOP. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ có trên 90% sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm thương mại đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Nhân nâng cao nhận thức cũng như là để hỗ trợ cho các cái kinh tế tập thể phát triển thì chúng tôi luôn hỗ trợ với các cái chính sách cũng như là hỗ trợ về việc trực tiếp luôn để xây dựng cái nhãn hiệu tập thể cũng như là phát triển cái tài sản của chính các cái kinh tế tập thể này để làm sao mà cái sản phẩm này có cái thị trường cũng như ngày càng phát triển bền vững hơn. Cùng với các chính sách hỗ trợ của thành phố và sự quan tâm, chủ động ngày một tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà sản xuất sẽ là cơ sở vững chắc để xây dựng nhiều thương hiệu uy tín hơn, đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Đà Nẵng đến rộng rãi hơn với người tiêu dùng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.